liệt chào mừng hai đội bóng FC Đông Lỗ và FC Phú Lưu ra quân thi đấu giải bóng đá Nguyễn Ứng Hòa năm 2021. Hiện là trọng tài đang dẫn hai đội bóng Phú Lưu và cầu thủ Đông Lỗ ra quân để thi đấu trận đấu cuối cùng trong lượt của ngày nay và cũng là trận đấu cuối cùng trong lượt trận thứ hai của vòng bảng và bóng đá cũng là năm 2021. Bây giờ là bước vào trận đấu ngày nay thì các cầu thủ Đông Lỗ là những người trong trang phục áo vàng của đêm, còn các cầu thủ Phú Lưu là những người trong trang phục áo đỏ quân đội. Như vậy là điều khiển trận đấu này là trọng tài Nguyễn Văn Hưng, trọng tài bắt chính trong trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Nguyễn Hưng đang làm những thủ tục chuẩn bị cho hai đội được bước vào thi đấu. Chúng ta đang yêu cầu các cầu thủ bỏ trang sức bỏ thẻ để được vào thi đấu. Ở trận đấu vừa kết thúc trong 10 phút, các cầu thủ Ca Thắc cũng đã có được chiến thắng thứ hai ở giải năm nay, họ vượt qua các cầu thủ Trường Thịnh với tỷ số là 2-0. Như vậy là các cầu thủ Ca Thắc đã chắc chắn có được một tấm vé để vào trận chung kết. Như vậy là ở trong hiệp một này, cầu thủ Đông Lỗ sẽ là những người bảo vệ phần sân đội bên phía tay trái màn ảnh của quý vị các bạn, còn cầu thủ Phú Lưu sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Chúng tôi quý vị và các bạn tiếp theo dõi chúng tôi khi đưa ra đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày mai như sau. Bên phía cầu thủ Đông Lỗ với thủ môn mang áo số 0 Nguyễn Văn Cương, số 15 Thanh Hải, số 5 Văn, số 3 Đức Thu, số 13 Văn Sơn, số 11 Thái Quốc, số 6 Tạ Tân Châu, số 8 Đoàn Hải, số 4 Văn Hồ, số 21 Đức Quân, số 12 Văn Quang. Còn bên phía các cầu thủ Phú Lưu ra quân trong trận đấu ngày hôm nay, bên phía các cầu thủ Phú Lưu với thủ môn mang áo số 1 đó là Nguyễn Đức Trung, số 5 là Phạm Văn Đức, số 5 Nguyễn Văn Quân, số 6 Phạm Đức Trung, số 28 Phạm Tuấn Lộc, số 10 Trần Văn Trung, số 6 Nguyễn Tiến Dũng, số 2 Nguyễn Quốc Trung, số 11 Tuấn Anh, số 15 Văn Huấn, số 18 Trọng Huy. Đã có một tình huống quan trọng giữa hai đội của sân sân. Bóng thuộc về kiểm soát của các cầu thủ. Các cầu thủ Phú Lưu là những người có vị trí địa lý ở khu vực lưới của hệ ứng nha. Phú Lưu là một xã có phong trào cũng như truyền thống bóng đá cũng rất lâu rồi, đặc biệt là Phú Lưu có danh hiệu quốc gia đã từng thi đấu ở sân bóng Hưng Hưng. Đây là cầu thủ Phú Lưu, và lượt trận thứ nhất thì cầu thủ Phú Lưu đã dẫn trước các cầu thủ Tân Thành với tỷ số là 2-0. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ đã để cho các cầu thủ
cho thành thắng bằng tỷ số và vươn lên giành chiến thắng tỷ số 3-2 trước đáng kích cho các cầu thủ Phú. Và một trận thứ nhất thì các thủ môn nữ cũng đã vượt qua các cầu thủ xuất sắc với tỷ số 1-0. Những cầu thủ Đồng Ngô có được 3 điểm ở trong trận đấu hôm nay, đồng nghĩa với việc họ có phòng vé thứ hai ở vòng C để bước vào chơi ở vòng tứ kết. Có các thủ như ở trong trận đấu này họ nhất định phải có được chiến thắng mới muốn giành quyền tiếp. Tiếp tục là một sự đáng tiếc. Muốn phản công của Thịnh Vân Hữu. Chúng ta không biết. Muốn phản công rất mạnh của Thịnh Vân Hữu. Đến từ Vân Hữu. Có tiếng còi của trọng tài Nguyễn Huy Quốc Minh. Một quả đá phạt phần sân nhà của cầu thủ Đồng Ngô. Rất mạnh của thủ môn Lê Minh Trường. Wow. Các thủ Đồng Ngô. Bị cơ vẹn tráng hết nhau. Tiếng phát cực rất nhanh rồi, từ hãng thứ 3, cơ hội! Đấy rồi! Hướng bằng cả hư của tỷ lên phía các thủ Đông Nhất. Tiêu tư đưa thì chỉ số công bộ cho các thủ Phú. Một quả phá góc cho các thủ Phú.
Chờ đó. Đấy rồi. Vẫn là cầu thủ số 1. Đánh đầu. Tình huống đánh đầu. Không thì ta chỉ sửa một cầu thủ về phía đi. Phải xác định là có lỗi đợi người, một quả đá phạt cho các thủ Đông Lỗ. Tiếp tục là một quả đá liên cho các thủ Phú. Đầu giữa các thủ Đồng Lỗ và Hoàng Thắng thì số lúc này vẫn đang là 0-0. Thế trận trong những phút vừa qua diễn ra tương đối căng thẳng, chưa có nhiều tình huống nguy hiểm của hai đội về phía khung thành cả nhá. Ném biên cho các thủ Phú Lý. Tổ chức tấn công của các thủ binh gọi là có tiêu còi của trọng tài cất lên. Còn lại theo đường truyền của Thịnh Lỗ trong tình huống vừa rồi. Thì trận trong những nút vừa qua diễn ra tương đối chậm. Cũng cho các thủ Phú Lưu. Dứt điểm, không được. Vẫn là các thủ Phú Lưu, không được. Đường pha bóng của cầu thủ Vàng Áo Xu Nga. Bên phía
buồn ngủ quá rồi. Tiền bóng nào? Tiền bóng phút nào về của đồng đội? Bóng cứ như vậy đã cắt còi trong tình huống như một tình huống ngáp bóng của một cầu thủ bên phía Duho mở ra một cơ hội cho các cầu thủ được quả đá phạt cho các cầu thủ Liu ở cự ly vào khoảng 27 mét. Bóng tung của quả đá phạt này nó rất chậm. Thời gian đầu trước thì Bá Tùng của Cao Thành cũng đã thực hiện thành công một quả đá phạt của cự ly như thế này. Hiện nay các cầu thủ áo đỏ có thực hiện thành công hay không? Đứng trước bóng lúc này là cầu thủ vàng áo số 10 đến từ Phú Lưu. Đó là một tình huống lặn động khắc giả của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Phú Lưu. Giải bóng đá diễn ra lần thứ nhất tổ chức năm nay có 14 đội bóng tham gia. Trong ngày qua đã diễn ra 2 trận đấu. Trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Quảng Trường Cầu đã vượt qua các cầu thủ tấn công với tỷ số là 3-0. Trận đấu thứ hai thì các cầu thủ Diêm Bộ cũng đã vượt qua các cầu thủ Đồng Tiến với tỷ số là 5-3. Trong buổi sáng nay thì các cầu thủ Công an Huyện cũng đã vượt qua các cầu thủ Diêm Bộ với tỷ số là 4-0. Trận đấu ngay sau đó thì các cầu thủ Liên Bạc cũng đã vượt qua các cầu thủ Đồng Tiến với tỷ số là 5-2. Còn nửa trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút là cuộc đối đầu giữa các thủ Cao Thành và các thủ Tuyển Thịnh. Các thủ Cao Thành đã vượt qua các thủ Tuyển Thịnh với tỷ số 5-0. Còn nửa trận đấu mà các quý vị các bạn đang theo dõi, trận đấu giữa thủ Hương Ngô và Phú Lưu có kết quả là 0-0. Đây là phút thứ 2 rồi, trận đấu rồi. Tỷ số vẫn đang là 0-0 và thế trận diễn ra trước cuộc cân bằng có một chút chuyển hơn cho các cầu thủ Phú Lưu. Đang có tình huống phạm lỗi của một cầu thủ bên phía Phú Lưu. Người bị phạm lỗi bên phía các thủ Đồng Lô đó là đúng rồi. Thủ bị phạm lỗi đang nhận được sự chăm sóc của các đội tổ chức sân.
Em đang ở trong sân vận động. Vâng. Gần 5 giờ. Đó là cầu thủ mang áo số 11, đội trưởng bên phía Đồng Lộ. Anh đã tiếp tục đứng dậy để thi đấu được rồi. Một quả đá phạt cho các thủ Đồng Lộ. Vẫn thủ ngay, thôi được. Tình huống dứt điểm không thành công của cầu thủ Đồng Lộ. Của hội đồng thủ phiêu lưu để ra cơ hội cho các thủ phiêu lưu. Vẫn là các thủ phiêu lưu vẫn còn đến lượt cầu thủ phiêu lưu phản công không dựng được cơ hội về bên phía phiêu lưu. Tiếp tục là một quả đá phạt cho các cầu thủ phiêu lưu. Lần này thì số người bên phía phù lưu đã bị phạm lỗi. Muốn phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Người phạm lỗi đó là cầu thủ mang áo số 68 Xuân Trường. Đi tẹo phải đệm. Chỉ rất gian của thủ môn bên phía Đồng Lộ. Hiệp 1 đã trôi qua ra một hiệu thực gian và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Ai đó bay cho họ lớn rồi ai chờ. Bay cho con thử đá cho. Tiếp tục sẽ có một quả đá phạt cho cầu thủ Đồng Lộ. Thì các bạn biết thì ở trong giải đấu lần này rất nhiều những quả đá phạt đã được thực hiện thành công. Trong bóng đá như một người thì những tình huống đá phạt thì thành công là cao hơn so với các cái giải đấu ở giải sân vận. Mẹ, nó không cha lên bố phải cắn rồi đi coi à. Ở trận đấu cuối cùng của lượt trận vòng bảng thứ nhất, cầu thủ Điện Bàn gặp cầu thủ Điện Lực cũng có 4 quả đá phạt được thực hiện thành công, trở thành 3 thắng. Nhưng mà tốt. Không được. Được rồi, đã đi hết đường đúc. Một quả đá phạt góc cho chủ Đồng Lộ. Như các bạn đã biết, ở trận khai mạc thì Duy Hiệp đã thực sự
một quả là phong cách thành công trước bàn thắng. Đấy, kia dưới rất điểm đi theo góc của một cầu thủ bên phía đất nước. Vậy là tiền lấy điểm được đổi về cầu thủ đất nước. Đi cò mẹ đang chân lên nhở. Tài xác định cầu thủ được vụ đá phạt lỗi đẩy lên. Tiếp tục là một quả đá phạt ở khu vực giữa sân cho cầu thủ Phú Ly. Tiếp là những tình huống đá phạt của cầu thủ hai đội. Lần này là tiền đá phạt thuộc về phía cầu thủ đất nước. Em ơi, sao anh kiểu? Sao anh kiểu? Mày đâu? Nếu có sai ở đâu không? Nếu có sai ở đâu đây không? Thật. Thật kia, nếu có sai nhà nào ở đây không? Tiếp tục là một quả phá không cho các cầu thủ đông lốp. Thế tao hỏi mày chứ. Người chuẩn bị thực hiện quả phá đó là đội tuyển Hàn Quốc. Mày đứng thử mới biết. Mày thích gì mày đứng. Đấy. Đó là xuất hiện. Một con xe có thủ đánh lên. Thì vậy là bàn thắng của các thủ đồng ngũ được ghi ở phút thứ 26. Chắc chắn trong những phút tiếp theo cầu thủ đến phải chơi tất tay. Họ hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Vẫn tục rất nhanh, vẫn còn. Tiền bóng vào, cứu được. Vừa qua của trận bóng thì các cầu thủ Phú Lưu chơi có phần tương đối nhỉnh hơn. Nhưng các cầu thủ Phú Lưu đã để cho các cầu thủ Đức Lo ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Như các bạn đã biết thì trên sân vận động Hội Trường Sa lúc này gió tương đối mạnh. Các bạn có thể nhận thấy những làn khói bụi từ mặt sân bay lên. Cơn gió ở trên sân vận động Hiệu ứng là lúc này cũng làm ảnh hưởng tương đối lớn của các cầu thủ thi đấu ở trên sân, đặc biệt là những tình huống bao phơi. Ảnh hưởng của gió là rất lớn.
Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Phản công cho Đông Lô. Phản xác định bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Phú Lý. Tiếp tục là một quả phạt ở khu giữa sân cho cầu thủ Đông Lô. Rất sai lầm. Ba mươi của trận đấu và tỷ số này đang là 1-0 về phía các thủ. Đúng không? Còn thời gian vẫn còn là rất nhiều để cho hai đội có thể đi tiếp cho bàn thắng. Các bạn đã biết những điều trận trận đấu đâu trước các thủ Phú Lưu đã dẫn trước các thủ Cao Thành với tỷ số là 2-0. Tuy nhiên khi kết thúc trận đấu thì các thủ Phú Lưu đã phải nhận thất bại 3-2 trước cầu thủ Cao Thanh. Như vậy ở trong trận đấu này cầu thủ Phú Lưu đặt quyết tâm rất cao, chỉ có thì mới có hy vọng để đi tiếp. Xin thông báo là bốn cháu ngồi ở phía cầu môn bên phía Phú Lưu xuống khán đài A để theo dõi trận đấu. Ban tổ chức chúng tôi thông báo lại một lần nữa, bốn cháu ngồi ở phía cầu môn bên phía Phú Lưu xuống khán đài A để theo dõi trận đấu. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 cho cao thủ Đông Lỗ. Tình huống phát bóng của thủ môn bên phía Đông Lỗ. Tình huống tổ chức tấn công của cầu thủ Phú Lưu. Rất cố gắng. Bóng vẫn trong chân cầu thủ áo đỏ, không được. Điều chuyển không tốt của một cầu thủ bên kéo đỏ. Cố gắng
cướp bóng rất nhanh của thủ Đức Lỗ, không được. Rất may là một hậu vệ bên phía Phù Lưu đã băng ra để cản phá đường đi bóng của đội trưởng bên phía Đức Lỗ. Không được, không được. Một điểm rất khó chịu của cầu thủ bên phía Đông Lỗ. Tuy nhiên trọng tài đã xác định các thủ Đông Lỗ đã phạm lỗi đối với thủ môn bên phía Phù Lưu. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Đông Lỗ. Tiếp tục là một tình huống ném biên cho cầu thủ áo đỏ. Lưu tổ chức tấn công, chuyền bóng vào. Đấy thôi, không được. Quá đáng tiếc cho thủ Phù Lưu. Cơ hội quá ngon ăn. Tình huống đệm bóng cuối cùng của một cầu thủ bên Phù Lưu đã không thành công. Xác định sẽ có một quả đá phạt cho các thủ Phù Lưu, một quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Cơ hội đấy rồi, không được, không có cầu thủ nào bắt được đường chuyền vừa rồi. Như vậy là đúng lúc này trọng tài đã nổi còi chấm dứt hiệp 1 giữa các thủ Phù Lưu và các thủ Đông Lỗ. Kết quả hai đội rời sân với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía các thủ Đông Lỗ. Mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại theo dõi hiệp 2 của trận đấu này.
Chúng ta hãy cùng quay trở lại sân vận động huyện Ứng Hòa để chuẩn bị theo dõi hiệp 2. Hiệp đấu giữa hai đội Phù Lưu và Đồng Lỗ. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Phù Lưu đang bị dẫn trước. Cầu thủ Đồng Lỗ đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 1-0. Trong hiệp 1 thì cả hai đội có thế trận là giằng co, nhưng tuy nhiên các cầu thủ Đồng Lỗ là những người tận dụng cơ hội tốt hơn. Trận đấu mà quý vị và các bạn đang theo dõi được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên fanpage của Phủ Quê TV. Đây là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ hai trong bảng C của giải bóng đá Ứng Hòa 2021. Như vậy hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 2 này, để cho quý vị các bạn tiện theo dõi, tôi xin giới thiệu sơ qua lại như sau. Các cầu thủ Phù Lưu là các cầu thủ mặc trang phục áo đỏ quần đỏ, chấn giữ bên khung thành phía bên tay trái màn hình nhỏ các bạn. Trong khi đó các cầu thủ Đồng Lỗ mặc trang phục quần đen áo vàng, đứng ở phía bên tay phải màn hình nhỏ các bạn. Dứt điểm. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm từ một cầu thủ bên phía Phù Lưu, nhưng tuy nhiên bóng đi nhẹ và không khó đối với thủ môn bên phía cầu thủ Đồng Lỗ. Giải bóng đá Ứng Hòa sân 11 năm 2021 diễn ra có 12 đội tham gia thi đấu và được chia làm 4 bảng. Bảng A bao gồm các đội đó là Quảng Phú Công, thị trấn Vân Đình, Sơn Công. Bảng B bao gồm các đội Phương Tú, Đồng Tiến, Viên Nội. Bảng C là sự góp mặt của Trường Thịnh, Đông Lỗ, Phú Lưu, Cao Thành. Và bảng D với sự góp mặt của 4 đội: Công ty Điện lực, Liên Bạc, Đội Bình và Công an huyện Ứng Hòa. Ở lượt trận thứ hai này diễn ra trong 2 ngày là buổi chiều ngày thứ bảy hôm qua và buổi sáng và buổi chiều ngày hôm nay, ngày chủ nhật. Ở lượt trận thứ hai thì trận đấu đầu tiên các cầu thủ Quảng Phú Cầu giành chiến thắng trước cầu thủ Sơn Công với tỷ số là 3-0. Cầu thủ Viên Nội giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 trước các cầu thủ Đồng Tiến. Công an huyện 4-0 trước các cầu thủ Điện lực. Các cầu thủ Liên Bạc giành chiến thắng với tỷ số là 5-2 trước các cầu thủ Đội Bình. Và các cầu thủ Cao Thành giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Trường Thịnh. Và ở trận đấu mà quý vị và các bạn đang theo dõi, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Lỗ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trong hiệp 1. Quay trở lại với những diễn biến của hiệp 2, trận đấu giữa các cầu thủ Phù Lưu và Đồng Lỗ. Một tình huống ném biên cho các cầu thủ Đồng Lỗ. Không phải, đó là một tình huống đá phạt góc. Dứt điểm, không được. Vừa rồi một cầu thủ áo vàng đã bật cao đánh đầu, nhưng tuy nhiên bóng đã đi không chính xác. Trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi và quyền đá phạt thuộc về các cầu thủ Phù Lưu. Không phải, quyền đá phạt thuộc về các cầu thủ Đông Lỗ. Đứng trước bóng bây giờ đang là cầu thủ mang áo số 68, Xuân Trường. Cơ hội! Tiếng còi đã cất lên.
Đỗ Việt Vị. Một tình huống Việt Vị khá rõ ràng. Bóng vẫn đang nằm chân của các cầu thủ Đông Lỗ. Kịp không? Người vừa cắt bóng bên phía cầu thủ Đông Lỗ đó chính là Đức Chí. Phản công cho cầu thủ Đông Lỗ. Cơ hội rất đáng tiếc vẫn còn. Tình huống phản công đã bị bỏ lỡ sau một tình huống vấp bóng rất đáng tiếc từ một cầu thủ bên phía Đông Lỗ. Ngay sau đó thì các cầu thủ Phù Lưu đã có câu trả lời. Rất đáng tiếc là cú sút vừa rồi bóng đi quá nhẹ. Rất nguy hiểm, không được. Một tình huống treo bóng từ giữa sân vào khá nguy hiểm. Bóng đã lộn xộn trước cầu gôn của các cầu thủ Đông Lỗ. Rất đáng tiếc là bóng đã không thể đi được trúng đích. Và tiếp theo sẽ là một quả phạt góc cho các cầu thủ Phù Lưu. Lại là một tình huống dứt điểm không chính xác của một cầu thủ bên phía Phù Lưu. Và bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng đã không đi trúng cầu gôn. Phút thứ 43 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Lỗ. Ở trận đấu diễn ra trước đó thì các cầu thủ Cao Thành đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Trường Thịnh với tỷ số là 2-0. Tình huống phá bóng của thủ môn là khá nguy hiểm. Rất may là trong tình huống vừa rồi bóng đã chạm tay của một cầu thủ Đông Lỗ. Tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Đông Lỗ. Tình huống treo bóng quá sâu. Vẫn còn.
rất tốt. Người vừa có một pha xử lý rất hay đó chính là cầu thủ Phúc Hưng, cầu thủ mang áo số 12 Nguyễn Phúc Hưng. Vị trí của Phúc Hưng đang chơi rất có thể là vị trí của Văn Thanh, tuyển thủ quốc gia và cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu khá nổi trội. Không có tiếng còi cất lên. Tuy nhiên một cầu thủ bên phía Đông Lỗ đang làm sân. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống va chạm này. Cầu thủ bên phía các cầu thủ Đông Lỗ đang nằm sân, đó chính là cầu thủ Văn Toàn, cầu thủ mang áo số 74. Như vậy Văn Toàn đã đứng lên và có thể thi đấu được tiếp. Phúc Hưng dứt điểm. Như vậy trong tình huống vừa rồi thì trọng tài đã xác định có một cầu thủ bên phía Phù Lưu đã mắc lỗi miệt vị. Chấn giữ khung thành bên phía đội Phú Lưu đó chính là Nguyễn Đức Trung, cầu thủ mang áo số 1 Nguyễn Đức Trung. Còn chấn giữ khung thành bên phía các cầu thủ Đông Lỗ đó chính là Nguyễn Văn Trường. Phản công cho các cầu thủ Đông Lỗ. Dứt điểm từ xa. Rất tiếc pha xử lý vừa rồi đã không được như ý muốn. Một tình huống dứt điểm thiếu chính xác. Phúc Hưng. Mất bóng rồi. Vừa rồi thì Văn Toàn đã cho rằng Phúc Hưng phạm lỗi với anh, nhưng tuy nhiên trọng tài đã không cấp còi. Như vậy bên phía các cầu thủ Đông Lỗ có sự thay đổi người. Đây chính là cầu thủ vừa mới vào sân. Anh chơi ở vị trí tiền đạo. Có vẻ như cầu thủ vừa vào sân đó là cầu thủ Đỗ Thuận, cầu thủ mang áo số 7.
lại là một tình huống dứt điểm bằng đầu, tuy nhiên bóng đã không đi đúng chính xác. Bên phía các cầu thủ Phú Lưu có sự thay đổi người. Cầu thủ vào ra sân. Cầu thủ vào sân đó chính là cầu thủ Trọng Hưng. Phút thứ 51 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Đỗ. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha ném biên cho các cầu thủ Phú Lưu. Bên phía các cầu thủ Đông Lỗ tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân bên phía các cầu thủ Đông Lỗ đó chính là Văn Hải. Vẫn còn. Phúc Hưng. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Phú Lưu. Dứt điểm. Không được. Pha chèo bóng khá khó chịu của một cầu thủ áo đỏ. Phúc Hưng. Phản công cho các cầu thủ Đông Lỗ. Một pha xử lý khá ngẫu hứng. Nhưng tuy nhiên bóng đã không thể làm khó được đối với thủ môn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý khá ngẫu hứng. Người vừa có một tình huống xử lý vừa rồi có thể là Đức Chí. Phút thứ 55 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Lỗ.
và phối hợp ném biên không thành công của Thành Hải. Cơ hội, dứt điểm, dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Phù Lưu. Một cơ hội khá ngon ăn. Tuy nhiên một cầu thủ Phù Lưu đã dứt điểm ra ngoài. Rất đáng tiếc. Thiếu chút nữa thì tỷ số đã được quân bình là 1-1. Lại là một tình huống treo bóng bổng vào bên trong. Việt vị mất rồi. Cầu thủ vừa rơi vào thế việt vị đó chính là Đỗ Nhuận. Chúng ta có thể thấy rõ ràng tình huống việt vị vừa rồi. Phản công cho cầu thủ Đông Lỗ. Người vừa phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Mạnh Hùng đó chính là Đỗ Nhuận. Sau khi để mất bóng thì Đỗ Nhuận đã bắt buộc phải phạm lỗi với một cầu thủ áo đỏ. Và trọng tài Dương Mạnh Hùng đã rút ra một chiếc thẻ vàng cảnh cáo anh. Bên phía các cầu thủ Phú Lưu có tín hiệu thay đổi người. Rất nguy hiểm. Bóng đã tìm đến đúng góc chưa? Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Phú Lưu. Nếu như đây là một bàn thắng thì đây có thể sẽ là bàn thắng đẹp nhất trong lượt trận thi đấu thứ hai này. Liên tiếp là những tình huống gây sóng gió của các thủ Phù Lưu. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc. Vẫn không vào. Có thể nói các cầu thủ Phù Lưu đang gây một sức ép vô cùng lớn cho các cầu thủ Đông Lỗ. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Phù Lưu. Liên tiếp là những tình huống đá phạt góc. Như vậy đã có lỗi đẩy sau từ một cầu thủ bên phía Phù Lưu. Cầu thủ đội Bình, xin lỗi các cầu thủ Đông Lỗ, được một pha đá phạt lên.
phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Lỗ. Trong ít phút vừa qua thì các cầu thủ Phù Lưu đã có được một số cơ hội nhất định, nhưng tuy nhiên may mắn cũng vẫn chưa đến đối với các cầu thủ Phù Lưu. Đáng tiếc nhất đó là một tình huống sút phạt, bóng đập đúng góc chữ A và đẩy ra bên ngoài. Pha đi bóng khá tự tin của Phương Hưng. Cơ hội cho các cầu thủ Phú Lưu, không được. Pha xử lý không thành công từ một cầu thủ áo đỏ. Cơ hội phản công cho cầu thủ Đông Lỗ. Rất hay, không có tiếng còi căng lên. Cơ hội dứt điểm không được. Rất đáng tiếc. Lại một cú dứt điểm nữa. Rất đáng tiếc. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Đầu tiên là một pha dứt điểm, pha bỏ lỡ khá đáng tiếc từ các cầu thủ Đông Lỗ. Tiếp theo lại là một cú sút, nhưng tuy nhiên bóng đã không đi trúng đích. Người vừa bỏ lỡ cơ hội đầu tiên bên phía các thủ Đông Lỗ đó chính là tiền đạo Đỗ Nhuận. Trọng tài đang phải nhắc nhở một cầu thủ áo vàng sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Phút thứ 63 rồi, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Lỗ. Phúc Hưng. Bóng vẫn trong chân của các thủ Phù Lưu. Dứt điểm. Không được. Phản công cho các thủ Đông Lỗ. Làm gì được đây? Cơ hội. Vẫn còn. Như vậy đã có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Đông Lỗ. Một cầu thủ bên phía Đông Lỗ đã phải nhận thẻ vàng. Có thể là lỗi phản ứng sau tình huống phạm lỗi vừa rồi.
Tình huống đá phạt nhanh cho cầu thủ Đông Đỗ. Không được. Trong tình huống vừa rồi đã có đến hai cầu thủ bên phía Đông Đỗ tham gia, đó là Minh Tuấn và cầu thủ mang áo số 7 là Đỗ Nhuận. Rất đáng tiếc hai cầu thủ tham gia tình huống vừa rồi, nhưng tuy nhiên pha dứt điểm của Minh Tuấn thì lại đi thiếu chính xác. Vẫn còn. Tình huống phạm lỗi của một cầu thủ áo đỏ. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà có đến hai cầu thủ bên phía Đông Đỗ đã bỏ lỡ trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc hai cầu thủ áo vàng tham gia trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên Minh Tuấn đã dứt điểm không trúng đích. Vẫn còn. Pha phối hợp không thành công giữa Đỗ Nhuận và Minh Tuấn. Bóng vẫn còn trong sân. Pha đi bóng không thành công của Phúc Hưng. Phút thứ 68 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Đông Đỗ. Trong những phút vừa qua thì các cầu thủ Phù Lưu liên tục gây sức ép cho các cầu thủ Đông Đỗ, nhưng tuy nhiên may mắn không mỉm cười đối với các cầu thủ Phù Lưu. Bóng vẫn còn trong sân. Như vậy trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Đông Đỗ. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng từ Dương Mạnh Hùng, đó chính là cầu thủ mang áo số 17 bên phía Phù Lưu. Người vừa phải nhận thẻ vàng chính là Nguyễn Phúc Thăng. Như vậy cầu thủ mang áo số 17 bên phía Phù Lưu là Phúc Thăng. Không có lỗi việt vị. Phúc Hưng. Pha xử lý bóng rất gọn gàng của Phúc Hưng. Tiếp theo sẽ là một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Phù Lưu. Bóng bảng đá tỷ số được không được 5-0.
Người thực hiện pha đá phạt góc này là Phúc Hưng. Dứt điểm. Thủ môn bên phía Đông Lỗ đã chơi khá hay trong trận đấu ngày hôm nay. Anh thi đấu khá quả cảm. Sau tình huống bắt bóng vừa rồi thì thủ môn bên phía Đông Lỗ đang phải làm sân. Chấn giữ khung thành cho đội Đông Lỗ trong trận thi đấu ngày hôm nay đó là thủ môn Văn Trường. Như vậy Văn Trường đã đứng dậy và có thể tiếp tục thi đấu. Phút thứ 71 rồi. Thời gian thi đấu chính thức đã sắp hết. Phúc Hưng, những pha xử lý của Phúc Hưng có thể nói khá là gọn gàng. Pha đẹp biên của Văn Tùng. Thời gian thi đấu đã hết rồi. Có lẽ đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Rất có thể sau tình huống phát bóng này thì trọng tài Mạnh Hùng sẽ cất tiếng còi kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Vẫn còn cơ hội. Như vậy trọng tài xác định. Chúng ta xem lại tình huống va chạm này. Như vậy quyền đá bóng lên cho các cầu thủ Phú Lưu. Cơ hội cuối cùng cho các cầu thủ Phú Lưu. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Phú Lưu. Phúc Thanh, Phúc Hưng. Vẫn là Phúc Hưng. Như vậy đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận thi đấu ngày hôm nay của trọng tài Dương Mạnh Hùng đã được cất lên. Kết thúc trận thi đấu. Đội Đông Lỗ đã dẫn trước đội Phú Lưu với tỷ số là 1-0. Một lần nữa xin chúc mừng cầu thủ Đông Lỗ với 3 điểm đã có trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chào tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở trên sân vận động huyện Ứng Hòa cũng như quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu trên fanpage của Phú Quê TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những trận thi đấu lần sau.